niệm Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Paritta 11 bài kinh bảo hộ. Đây là kinh nhất bảo hộ. Tuần này đọc cái kinh một tuần đọc thiền. Tuần sau này đọc về thiền. Cái bài kinh đầu tiên trong 11 cái bài kinh bảo hộ đấy là bài kinh Phương Này. Bài kinh nhà kinh Phương Này đây là những cái quan điểm về về phước. Sống ở thế gian này thì ai cũng mong cầu những cái điều phước lành, những cái điều an lành, những cái điều tốt đẹp đến cho bản thân mình. Chính cũng vì những cái sự mong cầu những cái điều tốt lành đấy mà cái văn hóa ở xã hội nó có nhiều, nó có nhiều những cái vấn đề, những cái tục lệ, những cái tập quán, nó có nhiều những cái môn phái, có nhiều những cái hệ thống tín ngưỡng khác nhau, và mỗi một cái hệ thống ấy đều có những cái suy diễn, những cái sự giải thích và những cái cách thức tầm cầu cái phước này cho mọi người một cách khác nhau. Và trong cái bài kinh Phước Lành này thì cũng có những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân mà Đức Phật giảng giải cái bài kinh pháp Phước Lành này, đó là do đầu tiên là ở trong xã hội là có rất là nhiều người bàn luận với nhau, người ta thường bàn luận hay là có những cái sự thắc mắc, cái câu hỏi người ta đặt ra là tại sao mà có những người gặp những cái điều may mắn, tại sao thì có những người thì gặp những cái điều rủi ro hạnh phúc, cái điều rủi ro bất hạnh, tức là trên đời tại sao có cái người thì tốt đẹp, người luôn luôn gặp những cái điều an lành tốt đẹp, có những cái người luôn luôn gặp những cái điều bất hạnh rủi ro. Nên lý do là cái nguyên nhân là mà nó lại dẫn đến cái sự sai biệt ở trên trong cuộc sống như vậy, thì người ta mỗi người lại đưa ra một cái sự trình bày, một cái chủ kiến, tức là đưa ra một cái định kiến của mình khác nhau. Như có người thì nói rằng đấy là do có các vị thần linh, các cái vị thượng đế, các vị ban phước lành cho con người, cho nên con người được hưởng phước này là do các đấng bề trên và những đấng thiêng liêng ban phước chọn. Nếu mà người nào tin vào cái quan điểm này thì người ta sẽ hướng về cái đời sống có tín ngưỡng tôn thờ các bậc thần tiên, vì người ta tin rằng nhờ cái sự phục thờ đấy, cái sự cung kính đấy thì mình sẽ được hưởng những phước này do các vị thiên thần đó ban phước này cho. Đấy, cho nên người ta thường có cái câu khấn nguyện này, các ngài hãy ban phước lành cho con, bề trên hãy ban phước lành cho con. Người ta nghĩ có những đấng quyền năng như thế. Có những người thì người ta không tin vào những đấng quyền năng thiêng liêng đó ban phước này, thì người ta lại tin vào những cái điểm này ở thế gian. Ví dụ như là người ta tin vào hôm đấy mình đi ra đường mình gặp những cái điểm may mắn, mình gặp cái phía của những người tốt ấy. Hoặc là mình tin, có người thì người ta tin vào những cái sao tốt, sao xấu, cho nên là người ta có cái sự lễ bái dân sao giải hạn hay là cầu an, cầu độc, cầu tà,
và có người thì người ta tin về số mệnh, về tướng số, người người ta tin về thiên văn địa lý. Và đấy là thì tất cả những cái điều liên quan đến họa phúc này nó chi phối vào cái cuộc sống nhân gian. Và ở dưới nhân gian thì có cái sự bàn luận, và có mỗi người thì cũng có đưa ra những cái kiến giải khác nhau. Và các vị chư thiên ở các tầng trời, ở các chư thiên giới, người ta cũng bàn luận như thế. Người ta cũng đem cái điểm họa phúc này, điểm này người ta bàn luận, nhưng mà chưa có ai đưa ra được một cái lời giải đáp nào mà nó hoàn hảo và nó đầy đủ các cái ý nghĩa nhất. Chính vì vậy cho nên là một cái vị vua trời, đó là vua trời Đế Thích, một là đã xuống cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và đem cái vấn đề này ra, và xin Đức Thế Tôn giảng giải về những cái nguyên nhân của các cái việc phước lành này. Phước lành tức là có những người thì được hưởng phước là luôn luôn gặp những cái điều hạnh phúc may mắn, và có những cái điều, có những cái người thì không có phước, có nghĩa là luôn luôn gặp những cái điều mà bất hạnh khổ đau. Thì đâu là nguyên nhân, thì lúc đấy thì cái ý nghĩa của bài kinh pháp này là như vậy. Những phước lành mà hàng nhân thiên suốt 12 năm đã suy nghĩ, họ cũng không sao biết được những cái điều khác tưởng, gồm có 38 điều phước lành đã được thuyết bởi Thiên Chủ Mô Thiên Đức Thế Tôn nhằm hủy diệt mọi điều thủ đỗ tâm an là những lợi lạc cho thế gian. Và đây là những chữ này hơi chưa hiện ra, hãy cũng nên những phước lành này. Và đây là cái bài kinh này là Ngài A Nan kể lại một thuở Đức Thế Tôn ở Savatthi tại đại tự kỳ viên của trưởng đạo là A Nan Thavinkika, trưởng cấp cô độc. Và lúc đêm gần mãn thì có một vị thiên tử xuất hiện với hào quang thủ diệu chiếu sáng cả kỳ viên đến đảnh lễ Thế Tôn. Lễ xong đứng một bên, vị thiên hỏi Thế Tôn bằng bài kệ như vậy: nhiều chư thiên nhân loại suy nghĩ về phước lành, mong ước điều cao thượng, xin Ngài hãy nói lên những phước lành cao thượng. Và đấy là cái lý do, cái nguyên nhân mà Đức Phật đã giảng giải cái bài kinh phước lành này. Thì ở dưới nhân gian thì người ta cũng đã luôn luôn bàn luận về cái vấn đề này, kể cả bây giờ thôi, bây giờ vẫn người ta cũng sẽ có rất là nhiều cái quan điểm về cái vấn đề phước lành này. Nếu người ta quan điểm là bây giờ mình muốn có phước lành thì mình phải làm gì, thì có người nói là phải đi lễ bái cầu xin, có người thì nói rằng là cái mọi thứ là do cái sự may rủi, do số phận, do vận mệnh, do cái này cái kia, thì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau như thế. Còn nên đối với Đức Phật, với trí tuệ toàn giác của mình, thì Đức Phật sẽ giảng giải cái bài kinh phước lành này như thế nào, và cái ý nghĩa của nó là làm sao. Thì nội dung bài kinh phước lành thì Đức Phật đã giải thích vấn đề này. Thứ nhất là không kết giao kẻ ngu, thân cận người hiền trí, kính lễ bậc đáng lễ là phước lành cao thượng. Ở nơi chốn thích hợp, công đức phước trước đã làm để mình được tốt đẹp là phước lành cao thượng. Học nhiều, thực hành giỏi, tuân thủ các giới điều, nói những lời lễ là phước lành cao thượng. Phụng dưỡng mẹ và cha, chăm sóc vợ và con, làm việc không ngắn nội là phước lành cao thượng. Bố thí hành thiện xã hộ độ, thân thuyền thuộc hành sự công đức là phước lành cao thượng. Bỏ và tránh việc đang kiêm cư các chất say, nỗ lực trong thiện nghiệp là phước lành cao thượng. Cung kính và khiêm điều trí túc và tri ân đúng thời ngay chánh pháp là phước lành cao thượng. Tham nhẫn và nhu thuận tiếp kiến các sa môn đàn luận pháp tùy thời là phước lành cao thượng. Tận tâm hành và là chi kiến tư thanh tế thực chứng đức niết bàn là phước lành cao thượng. Xúc chạm pháp thế gian tâm không động không trầu, tự tại và vô nhiễm là phước lành cao thượng. Những sở hành như vậy bất bại ở mọi nơi đến các thượng giới phước lành cao thượng. Thì nội dung của bài kinh phước lành chỉ có thế thôi. Tóm gọn nó có 38 điều phước lành như vậy. Thì bây giờ mình muốn hiểu cặn kẽ chi tiết tường tận của nó nhé, để tìm hiểu sâu xa hơn trong cái sự hỏi đáp của mình. Vậy thì bây giờ phước lành là gì? Vậy thì bây giờ mình hiểu thế nào là phước lành. Phước lành là cái gì? Phước thì phước ở đây là ai trên đời thì ai cũng muốn mình có phước, mình có phước, phước báo, có những cái điều phước này. Vậy thì bây giờ mình quan niệm, mình quy cho cái gì nó là phước này. Thế là mình có vẻ là mình có nhà đầu xe hơi, mình có chức quyền địa vị, mình có danh vọng, có lợi lộc,
có tiền tài có của cả. Cái này không phải phước lành mà nó có thể gọi là quả của những cái điều phước lành. Cái phước lành ở đây là quả của những cái nghiệp thiện lành. Phước lành có nghĩa là mình đã từng tạo những cái nhân là nó và từ đó ra quả. Như bây giờ mình ra ngoài vườn mình thấy trên cây nó nặng chịu quả, có những cây xoài, có những cây mít, có những cái nghe cây mà nó đang trổ quả. Đấy, thì mình sẽ hái những cái quả đấy và mình được thưởng thức, mình được nếm những cái vị ngon ngon ngọt của những cái trái cây mà mình đã hưởng được mà mình đã trồng được. Thì phước này nó cũng tương tự như vậy, nó là những cái hoa thơm trái ngọt do những cái thiện nghiệp đã tạo ra và bây giờ nó trổ quả. Vậy nó trổ quả như thế nào thì được gọi là phước này. Phước này ví dụ như bây giờ mình được sinh ra làm thân người hay là thân các vị chư thiên, đó là quả của những cái điều phước này. Nên bây giờ mình thấy có những chúng sinh sinh ra làm con trâu con bò, làm con chó con gà, lớn lên để nó bị người ta hành hạ hay đập giết mổ hay làm thịt, sống thì chẳng có được cái sự an vui mà chết thì đau khổ đau đớn. Thì đấy là quả của những điều là quả của những nghiệp bất thiện và đó không phải là phước này. Sinh vào những cái loại sinh ra làm thân những cái loài thú ấy, đấy là một những cái điều vô phước, đấy là những cái điều bất hạnh, không phải là phước này. Mọi người được sinh làm thân người hay là thân các vị chư thiên đó là quả của những nghiệp thiện này, vậy thì đó là phước này. Rồi khi sinh ra làm người rồi thì có những cái người thì luôn luôn gặp những cái điều an vui hạnh phúc, có những cái người thì luôn luôn gặp những cái điều rủi ro bất hạnh, những cái tai nạn, những khổ đau. Vậy thì cái phước này khi sinh ra được làm thân người rồi thì có những gì là được gọi là phước này nữa, đó là được hưởng những điều mà mình ưa thích thì được gọi là phước này. Nếu có những người sinh ra nhưng mà người ta luôn luôn gặp những cái cảnh hài lòng, ước muốn cái điều gì thì điều đó nó thành tựu. Mình mong muốn một cái điều gì đó mà mình đạt được những cái điều mình mong muốn đấy thì đấy là phước này. Ví dụ như là một cái người luôn luôn thấy mắt được thấy những cái cảnh sắc hài lòng, ví dụ như là mình muốn thấy những cái cảnh tốt đẹp là mình được thấy cái cảnh tốt đẹp, và mình muốn nghe những âm thanh hài lòng và mình được nghe những âm thanh hài lòng ưa thích, ngửi những cái mùi hương hài lòng ưa thích, ăn những cái vị ngon hài lòng ưa thích, xúc chạm những cái thứ hài lòng ưa thích, hoặc là đạt được những cái điều mình mong muốn như có tài sản sống lâu khỏe mạnh sắc đẹp ăn vui sức khỏe trí tuệ, thì đó là những quả của những cái điều phước này. Đó là những điều phước này ở trong cuộc sống thì đấy là phước này, đấy là quả. Bây giờ muốn có ai cũng mong muốn mình có những cái quả này, nhưng mà vấn đề để làm sao có được những quả này, để mà có được những quả này thì làm sao thì mỗi người người ta mới đưa ra những cái quan niệm khác nhau. Mục đích sống là đạt được những cái điều phước này này, được hưởng cái điều phước này này, ai cũng có cái khuynh hướng hưởng thụ những cái điều phước này đó. Cho nên nhưng mà những người thế gian thì mê muội, lại mình mong muốn chồng mình muốn hưởng những cái quả ngon, nhưng mà người mà biết cách tạo được những cái quả này thì lại không ít. Chính vì vậy cho nên mọi người phải nhờ đến cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật để mà biết cách tạo những cái điều phước này. Và tại sao Đức Phật lại thuyết giảng cái bài kinh phước này này? Nhân này cả, bởi vì ở cái chốn nhân thiên cả chư thiên và nhân loại đang có nhiều quan điểm bất đồng về phước này. Họ thường tranh luận với nhau về nguyên nhân của những điều phước này, những cái gì đem đến hạnh phúc cho nhân loại. Mỗi người có một chủ kiến riêng và mang tính chủ quan tà kiến, chưa có một câu đại năng nào thỏa mãn. Chính vì vậy mà thiên chủ Saka đã dỗ đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin ngài chỉ rõ nguyên nhân của những điều phước này đấy, để giúp cho những cái hoài nghi thắc mắc của chư thiên và nhân loại đều được giải tỏa. Cái đầu là cái nhiều chư thiên nhân loại suy nghĩ về phước này, mong ước điều cao thượng, xin ngài hãy nói lên những phước này cao thượng. Đây là thiên chủ Saka đã
bạch Đức Phật, xin Đức Phật giảng giải về những cái phước lành cao thượng để phá giải những cái hoài nghi, những cái thắc mắc, những cái hiểu lầm, những cái quan điểm sai trái. Người ta mong những cái điều phước lành mà có người đã đi tạo những cái điều tội lỗi, mong ước điều phước lành mà tạo điều tội, tạo nên những cái điều tội lỗi. Thì có những cái tài kiến như vậy. Ví dụ như trong kinh nói chưa có một cái vị một cái vị quan tế tự ở trong triều mà bị xúi dục một cái ông vua làm những cái điều rất là sai trái. Ông vua này một đêm ông ngủ mơ thấy cái cõi trời tam tập tam thiên có nhiều những cái cảnh huy hoàng, những cái lâu đài bằng vàng ngọc. Và khi tỉnh dậy thì ông ấy hỏi các cái vị cận thần rằng là ta mơ thấy cái cảnh trời quá là trang nghiêm huy hoàng, các ngươi hãy chỉ cho ta cái cách nào để sau cái mạng sống này ta được sinh về cõi thiên giới. Thì ông cái vị quan tế tự ông lại xúi bận mà bây giờ ngài muốn sinh về cái cõi đấy thì phải làm một cái đàn tế sinh, tức là phải rất giết rất nhiều sinh linh, giết rất nhiều sinh linh, lấy máu lấy thịt của những cái sinh linh đấy tế lễ, và phải giết cả những cái người thân nhất, phải giết cả những cái người thân nhất của mình thì mới có thể được sinh về cõi đây. Ông buông đem cả hoàng tử ra, ông làm mồi để tế lễ, cũng giết cùng với các cái loài sinh vật ấy. Thì đấy là một cái con đường để mà mong cầu cái điều phước, nhưng mà lại tạo những cái điều tội lỗi. Thì tất cả những cái đàn tế lễ ở thế gian đó là để mong cầu điều phước này. Nhưng mà có rất là nhiều những cái vị thầy có cái tà kiến, có cái ác chi kiến ở thế gian, người ta vẫn thường xúi dục là phải làm những cái điều tội lỗi, hoặc là phải gieo những cái sinh mạng của những cái sinh vật khác ra để đổi lấy những cái phước này. Thì đấy, đó nó gọi là ác chi kiến, những cái tà kiến, và nó vẫn thường xuyên nó vẫn có ở trong thế gian, được áp dụng trong những cái tế tự, ở trong cái tín ngưỡng, trong cái nhân gian này. Chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật thì dạy ra cái đúng cái pháp để cho con người ta đạt được những cái điều phước này bằng những cái hành động thiết thực của mình. Nếu mình muốn có những điều phước này phải có những cái hành động tạo phước, tạo nhân nào cái quả đấy. Trong cái nội dung bài cái đoạn kinh đầu tiên thì Phật dạy không kết giao kẻ ngu, thân cận người hiền trí, kính lễ bậc đáng lễ, làm phước này cao thượng. Vậy thì cái mà nguy hiểm nhất ở trên đời này là mình chơi với những người ngu. Và cái phước này cao thượng nhất ở trên đời này là mình làm bạn với người hiền trí, thân cận những cái bậc hiền trí, tránh xa những cái người ngu, và cung kính hành lễ những bậc cao thượng này. Thì đó là phước này cao thượng nhất trên thế gian này. Thế nào là kẻ ngu? Không kết giao với kẻ ngu thì được cái phước này gì? Kẻ ngu là cái gì? Ngu là cái người làm sao mà gọi người ta là ngu? Ngu là người ta không biết gì, không biết gì mình gọi là ngu. Ngu, người ngu ở đây ấy, là chỉ cho những cái người không có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Ngu đây là người ta có những cái chi kiến sai lầm, không có niềm tin, tức là cái người ta sống vô thần, người ta không tin rằng là làm việc thiện thì được hưởng phước, người ta cũng không tin là làm việc ác thì phải chịu quả báo. Đấy là cái người ngu, người ta không thấy những cái pháp đấy, người ta không biết quan sát ở trên đời tại sao lại có cái niềm hạnh phúc và có cái sự khổ đau. Người ta không quan sát, không có thắc mắc, không có cái hoài nghi, và người ta không đi tìm cái lời giải đáp cho những điều đó. Người ta chỉ biết sống với hiện tại này, và người ta đang hưởng những cái phước ở trong quá khứ và không tạo cái phước cho tương lai. Người ngu là chỉ có hai quả và ăn hết, không có tạo nên một cái nhân lành cho về sau nữa. Không có niềm tin vào quả của nghiệp nên kẻ ngu thường làm việc ác một cách thản nhiên và không sợ quả báo. Người ngu thì không có sợ tội lỗi, không có gây sợ, và khi làm những cái điều tội lỗi rất là thản nhiên, không có xấu hổ, không có gây sợ tội lỗi.
Kẻ ngu thì không thích làm những cái việc thiện vì họ cho rằng việc thiện chẳng có lợi ích gì. Đây là cái tâm lý của người ngu. Vì vậy mà khi chết kẻ ngu phải đoạn vào các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atuna. Nếu sinh lại làm người thì sẽ là làm một cái người thiếu phước, thường gặp những điều bất hạnh, khổ đau, thiếu thốn về mọi thứ. Thì kẻ ngu cũng là những người có tà kiến, mê tín, hoặc là có những người người ta tin vào những điều sai trái, mong cầu những điều phước lành nhưng mà người ta lại tạo những cái ác nghiệp như sát sinh, lập đàn tế lễ cầu tài cầu ngọc cầu phước. Thế thì đấy cũng là những cái người ngu, người ta có những cái tà kiến, có những cái người mê tín và tà kiến ở trong thế gian, thì họ cũng là những người ngu vì họ hiểu sai sự thật. Những người không biết về sự thật cũng là ngu, mà hiểu sai về sự thật cũng là ngu. Ngu vì không có chánh kiến, không hiểu biết sự thật, trái với cái quy luật. Ngu thì thích sống lâu nhưng mà lại tạo cái nhân chết sớm như là sát sinh. Ai cũng thích sống lâu nhưng mà người ngu thì lại cứ thích sát sinh. Thì người nào sát sinh người đó đang tạo cái nhân để chết sớm. Người ngu thích giàu có nhưng lại tạo nhân nghèo khổ. Thích giàu có đi nghĩ là đi ăn trộm ăn cắp về để giàu có cho nó nhanh, nhưng mà càng ăn trộm ăn cắp thì càng nghèo càng mà. Ngu người thích mạnh khỏe nhưng lại tạo nhân đau yếu và hành hạ những chúng sinh khác. Vì đấy là tính chất của những cái ngu. Cái ngu thì thích sắc đẹp nhưng lại tạo cái nhân xấu xí là hận thù. Cái ngu thích thành công nhưng lại tạo nhân thất bại là ganh tị tật đố. Cái ngu thích được tin cậy nhưng lại tạo cái nhân là lừa dối. Cái ngu thì thích có trí tuệ nhưng tạo cái nhân đó là ngu si, như là uống rượu và các chất say. Cái ngu thích tự do nhưng tạo nhân trói buộc và thích hưởng thụ dục lạc. Cái ngu thích được kính trọng nhưng lại tạo cái nhân là khinh thường ngã mạn và coi thường những người có đức hạnh. Thì đấy là những kẻ ngu hiểu sai sự thật, lại tưởng là hiểu đúng. Có người nói và hành động bất thiện nhưng lại không biết là bất thiện, mong cầu phước lành nhưng lại tạo những điều tội lỗi, nhưng phải chịu những cái quả báo khổ đau về sau. Thì đấy, hay là người ngu cũng là những cái người vô minh, tâm tối, tưởng chi những cái sai lầm, thấy hiểu sai với chân lý các sự thật, không tự chi được thân tứ đại này biến diệt thay đổi, cho nên chấp tham ái và chấp trước với cái thân này cho rằng là của ta, là ta là tự ngã của ta, không tự chi được các cái tâm hành thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn vô thường giả tạm, cho nên là cái tham ái chấp trước đối với những cái sát thân này. Thì cái vô minh tà kiến tham ái chấp thủ đối với tâm uẩn này, cho nên là người ngu thì cứ chìm đắm ở trong luân hồi. Thì Đức Phật dạy là không kết giao với kẻ ngu, bởi vì nếu kết giao với kẻ ngu thì mình cũng sẽ bị ngu, tức là mình cũng đồng hóa với cái kẻ ngu. Giống như là một cái người cầm dây buộc cá, dù không có cá thì tay nó vẫn tay. Một cái người mà chơi với cái người bất thiện thì mình cần phải sống giống như cái người đấy, mình phải chấp nhận cái quan điểm của người đó thì mình mới có thể hòa hợp được với người đó. Thế thì người ta có những cái tà kiến, mình phải chấp nhận cái tà kiến của người đó. Cho nên là cái người mà thân cận với người ác thì sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành người ác. Thân cận với người ngu thì sớm muộn mình cũng trở thành người ngu. Thân cận với người có tà kiến thì sớm muộn mình cũng sẽ là người có tà kiến. Cái ngu làm ác thì mình cũng làm ác theo, cái ngu mê tín thì mình cũng mê tín theo, cái ngu có ác chi kiến mình cũng có ác chi kiến theo. Thì đến lúc cái ngu đoạn nạp thì cũng đoạn nạp theo. Vì vậy giao kết với cái ngu thì đời đời trước kiếp là cân bằng được quyến thúc với cái ngu, đời đời trước kiếp là mình sẽ phải là cái ngu. Vì thế nên Đức Phật dạy đầu tiên, cái phước lành đầu tiên là tránh xa những người ngu, nên tránh xa cái ngu thì tránh được những hiểm họa ở hiện tại là không làm những việc bất thiện, tránh được những hiểm họa ở tương lai là tái sinh vào những cõi khổ, và những quả báo khổ ở tương lai, thì đó là phước lành cao thượng. Phước lành cao thượng đầu tiên đó là không kết giao với kẻ ngu. Đức Phật dạy để quý vị mình kết giao với kẻ ngu là mình sẽ làm những cái việc
làm những cái việc bất thiện và mình sẽ bị đọa lạc, mình sẽ làm những cái điều tổn hại hết tất cả những cái phước này mà mình đã tạo trong quá khứ. Vậy là cái việc đầu tiên, cái phước lành đầu tiên đó là tránh xa cái ngu. Phước lành thứ hai là thân cận bậc hiền trí. Thân cận với người hiền trí thì sẽ được những cái phước lành gì? Phước lành của những cái người biết thân cận người hiền trí. Người hiền trí ở đây là người có trí tuệ chân chánh, hiểu biết đúng sự thật, biết phân biệt phải trái, chính tà, đúng sai và thật giả. Đấy là người hiền trí. Người hiền trí là người hiểu rõ những hành động gì sẽ tạo được phước lành, những hành động gì sẽ tạo ra cái quả báo khổ đau hạn điểm. Thì cái người hiền trí là những cái người có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thì đấy được gọi là người là cái bậc hiền trí. Người ta tin rằng là có làm việc thiện thì sẽ được cái phước báo, mà làm việc ác thì sẽ chịu cái quả báo khổ đau. Thì đấy là những người hiền trí là có cái niềm tin như vậy. Cho nên người có người đó sẽ có cái tâm tàn vật quý, tức là biết sợ hãi những cái điều tội lỗi, gây sợ những cái điều tội lỗi, để biết chắc rằng làm việc tội lỗi phải chịu quả báo khổ đau. Người trí thì thích làm việc thiện vì họ biết chắc rằng làm việc thiện sẽ được hưởng cái phước báo an lành. Người trí là cái người cũng được gọi là người học rộng hiểu nhiều, người đa văn trí tuệ, người học rộng về những cái pháp, những cái pháp dạy về những cái pháp chân chánh. Còn có những người học rộng hiểu nhiều, thế trí biến thông, nhưng mà không có niềm tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp, thì cái người như thế cũng không được xếp vào người hiền trí. Người hiền trí thì học rộng những cái pháp đạo đức, những cái pháp về giải thoát, như là người đó, người có giới đức, có định, có tuệ đức, có giải thoát này, có tri kiến đức. Thế thì còn những người hiền trí như Đức Phật lại phải thân cận người hiền trí, bởi vì thân cận người hiền trí mình được hấp thụ những cái điều thiện này. Như người cầm cái dây buộc hương, dù mình không cầm hương nhưng mà tay nó vẫn được, tay mình nó vẫn lây được cái mùi thơm. Như một lần Đức Phật đang đi trên đường thì ngài bảo một người đến, từ nào hãy cầm cái dây buộc cá này lên, một lúc sau bỏ cái dây đấy xuống. Thì Đức Phật mới hỏi người ở tay có mùi gì, mà có cái mùi tanh của cá. Xong là khi mà gặp một cái dây buộc hương thì Đức Phật bảo một tỷ kheo cầm cái dây lên rồi sau đó bỏ xuống, thì hỏi là người tay nó có mùi gì, thì cái tỷ kheo đó thưa là nó có cái mùi thơm của hương, có cái mùi hương. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói là cũng như thế, để các tỷ kheo nếu mà mình thân cận với một người ăn thì dù mình không làm ác thì cái mùi mình vẫn bị nhiễm cái mùi tanh, vẫn bị nhiễm những cái tánh bất thiện. Thân cận với người hiền trí thì mình sẽ được có cái mùi thơm đây, tức là những cái điều thiện lành nó sẽ, mình sẽ được ảnh hưởng, mình sẽ được hấp thụ những cái điều thiện lành. Đó là những cái điều mà Đức Phật khuyên dạy là phải tránh xa những cái người bất thiện. Giống như người dưới ánh sáng thì mọi tỉ vết đều được soi tỏ, nhưng mà một người thân cận một cái người hiền trí thì những cái nỗi lầm của mình sẽ được phơi bày. Tức là những người thiện tri thức thì lúc đấy mình tất cả mọi cái hành động của mình, một cái hành động và những cái lời nói của mình khi mà được thể hiện ra, những cái gì bất thiện thì sẽ được soi tỏ, thì sẽ nó sẽ tỏ, mình sẽ biết rằng là những cái người hiền thiện nó sẽ không được làm cái việc này, không được làm cái việc kia. Vì vậy cho nên là có rất là nhiều những cái điều ngăn cản, những cái điều mình chế ngự, mình phải chế ngự ở cái nơi thân, ở nơi khẩu và ở nơi ý của mình rất nhiều. Cái điều đó nó sẽ làm cho cái người đó sống có cái sự thu thúc, sống có cái sự giữ gìn, sống tránh được cái sự buông thả, tránh được cái sự buông nung. Cái người bất thiện thì người ta sẽ sống với cái tâm trạng đó là buông nung, phóng túng, phóng dật, làm hành động theo bản năng, theo sở thích, theo những cái tính, theo những cái tập quán hoang dại, thích làm gì thì làm việc theo sở thích, không có cái lễ nghĩa, không có cái phép tắc gì, nhưng mà mình thân cận những cái
người hiện trí, những cái môi trường hiện thiện thì mình phải sống. Nó có nhiều cái khuôn khổ, nhiều cái quy định, nhiều cái phép tắc, nhiều cái luật lệ nó được đặt ra, và mình phải khép mình ở trong cái khuôn khổ đấy, thì đó sẽ là cái điều làm cho mình được tiến triển, làm cho mình được tiến hóa ở trong thiện pháp. Và nó dần dần tất cả những cái pháp bất thiện nó sẽ dần dần nó sẽ giảm bớt, và dần dần thì mình sẽ được hấp thụ những cái pháp thiện. Thân cận những người hiện trí thì những điều chưa hiểu biết thì mình sẽ được hiểu biết. Mình có thể đặt được câu hỏi để giảng giải, làm cho trí tuệ của mình được sáng tỏ. Có một lần ngài A Nan hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, theo như con hiểu thì có lẽ là cả quá nửa cuộc đời ta phải thân cận những bậc bạn này, quá nửa cuộc đời này mình phải thân cận với những bậc thiện tri thức. Thì Đức Phật mình nói rằng: đừng nói thế A Nan, đừng nói thế, mà phải nói rằng là cả suốt cả cuộc đời này ta cần phải nương tựa vào bậc thiện tri thức. Tức là không phải là chỉ nửa cuộc đời hay quá nửa cuộc đời mình mới thân cận bậc thiện tri thức. Rồi đến hoặc là lúc mà bạn nghĩ là nửa cuộc đời đầu thì mình thân cận bậc thiện tri thức, còn nửa đời về sau mình đi thân cận bạn ác, thân cận với bạn ác nửa đời về sau, thì lúc đấy thì dần dần là tất cả những cái hạnh lành của mình dần dần nó bị tiêu hao hết, nó tiêu mòn hết, dần dần mình sẽ trở thành những người ác, cuối cùng mình chết mình đi về cõi ác ngay. Để cho nên là Đức Phật dạy là suốt cuộc đời này phải nương tựa vào người này, phải nương tựa vào bạn này, phải nương tựa vào bậc thiện tri thức. Thì thân cận người trí thì mình sẽ được hấp thụ những điều kiện này. Như vậy thân cận người hiền trí sẽ khiến cho mình được tăng trưởng những phước lành cao thượng, như là tăng trưởng được niềm tin vào những cái điều thiện lành sẽ được hưởng phước, tăng trưởng được những cái công đức, làm được những cái thiện nghiệp, tăng trưởng được trí tuệ, xa lìa những khổ não và sớm chứng đắc niết bàn và giải thoát khổ đau. Những cái phước lành thân cận những cái bậc hiền trí, rồi dần dần mình sẽ trở thành người hiền trí, không làm những cái ác nghiệp và không chịu quả báo của những cái ác nghiệp đó. Thế nào là bậc đáng kính? Thân cận bậc hiền trí, kính lễ những bậc đáng lễ. Kính lễ những bậc đáng lễ là cái gì? Và được hưởng những cái phước lành như thế nào? Những bậc đáng lễ là những bậc có đức hạnh và trí tuệ lớn thì được gọi là những bậc đáng kính lễ. Ví dụ như Đức Phật là bậc có đức hạnh tuyệt đối, có trí tuệ toàn giác, nên ngài là bậc đáng kính lễ. Kính lễ Đức Phật đó là kính lễ những bậc đáng lễ. Như mình đến chùa mình phải cung kính hành lễ đến Đức Phật, mặc dù Đức Phật nhập niết bàn rồi, nhưng mà thời bây giờ người ta phải tạc lại cái hình tượng của Đức Phật để cho thiên hạ, để cho nhân loại này còn tưởng nhớ đến cái đức hạnh và trí tuệ của Phật để mà đảnh lễ. Nên đến chùa cái việc đầu tiên là đảnh lễ Đức Phật. Nên Đức Phật là một bậc đáng kính lễ, kính lễ những bậc đáng lễ. Kính lễ giáo pháp do Đức Phật đã thuyết giảng, thiết thực hiện tại của Đức Phật, thuyết giảng hoàn hảo và viên mãn. Cho nên là giáo pháp của Đức Phật là đáng được kính lễ, cung kính, kính lễ ba giáo pháp của Đức Phật. Kính lễ chúng tăng là đệ tử của Đức Phật, người có một cái hạnh thiện là hạnh ngay thẳng, hạnh chân chánh, hạnh giải thoát, cũng là những bậc đáng được kính lễ. Thế nên có những cái bậc đáng được kính lễ. Vậy thì bây giờ kính lễ Phật thì Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, thì mình kính lễ làm sao? Thì mình kính lễ tượng Phật. Thế khi mà mình kính lễ tượng Phật thì mình có chọn và tượng Phật này quý hơn tượng Phật kia quý hơn? Phật bằng vàng, có Phật thì bằng đá, Phật thì bằng gỗ, Phật thì bằng đất, thì mình kính lễ Phật nào? Phật nào sẽ đáng kính lễ hơn? Kính lễ Đức Phật với một cái trí tuệ hiểu biết, cái hình tướng ở bên ngoài thì nó không quan trọng, mà quan trọng là cái sự mình, cái trí kiến của mình, cái nhận thức của mình hiểu biết thế nào là Đức Phật.
Đấy, thì mình mới tính đến được. Ví dụ như là một cái người mà có hiểu được những cái tính chất của một vị Phật, đó là có trí tuệ giác ngộ, đã có cái đức hạnh cao thượng, có cái trí tuệ cao thượng. Mình chỉ cần hiểu được như vậy là mình kính lễ đức Phật, là mình đã kính lễ đúng. Đó, hiểu được các cái ân đức của Phật, như này là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, đã giải thoát khổ đau sinh tử, này là một bậc có trí tuệ toàn giác toàn hảo. Đó, này là một bậc có đức hạnh, có những cái công đức rất là lớn. Ngài là có những cái minh và hạnh đều đầy đủ. Ngài là một cái bậc nói ra những cái điều thiện này. Ngài là một bậc giác ngộ tất cả các pháp ở trong thế gian. Ngài là một bậc đã tu luyện nhiều a tăng kỳ kiếp để viên mãn cái trí tuệ toàn giác. Thì khi hiểu được về Đức Phật thì kính lễ Đức Phật, ngài mình đang kính lễ đúng. Hiểu về giáo pháp của Đức Phật, những cái pháp là con đường để đi đến giải thoát, dẫn người thực hành đi đến đoạn tận khổ đau. Mình cung kính pháp, mình cung kính tăng này, những cái người đệ tử của Đức Phật đang trên cái con đường đi đến giải thoát. Thế thì thời xưa thì Đức Phật có một vị cư sĩ đến hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, hàng ngày con đã quy y Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con có thể cúng dường đến Phật, đến Đức Thế Tôn là đại diện cho Phật Bảo, con đã từng cúng dường đến chư tăng là đại diện cho thằng hàng tăng bảo, thế bây giờ con phải cúng dường cho pháp bảo thì phải cúng dường làm sao? Con muốn cúng dường một bữa chay tăng, con đã từng cúng dường chay tăng đến Đức Phật, đến Đức Thế Tôn rồi, con cũng thường cúng dường chay tăng đến chư tỳ kheo là hàng tăng bảo rồi, bây giờ con cũng muốn cúng dường chay tăng đến ngôi báo thứ hai là pháp bảo, thì giờ con muốn cúng như vậy con cúng làm sao? Bây giờ cũng được chay tăng pháp bảo à? Pháp thì có biết ăn không? Pháp không biết ăn, Phật ăn được ha. Mình có thể dùng vật thực để cúng Phật, tăng cũng ăn được, mình cũng dùng vật thực để cúng tăng. Hay còn cúng pháp thì cũng làm sao? Muốn cúng chay tăng đến pháp bảo. Thế là lúc ấy Đức Phật bảo là này cư sĩ hãy cúng dường A Nan đấy. A Nan là một cái kho pháp bảo sống. Cúng dường A Nan thì có nghĩa là người đã cúng dường pháp bảo. Nên vị cư sĩ đó mới thỉnh ngài A Nan về và cúng dường đến ngài A Nan những cái món ăn thượng hảo nhất cùng với lại một cái bộ y, một bộ y quý giá. Nên ngài A Nan nhận về và ngài A Nan suy nghĩ rằng là ta có xứng đáng để đại diện cho ngôi pháp bảo hay không? Trong khi đó thì còn có một bậc trí tuệ cao hơn ta, đó là ngài Xá Lợi Phất. Thế là ngài A Nan lại đem tất cả những cái vật thực và cái tâm y đó nên dâng lên ngài Xá Lợi Phất. Nói rằng thưa tôn giả, ngài mới làm xứng đáng là ngôi pháp bảo, ngài là bậc tứ quần chánh pháp, cho nên là ngài mới xứng đáng thọ nhận cái món cúng dường pháp bảo này. Thế là ngài Xá Lợi Phất nhận xong cái món thức ăn và tâm y đấy, ngài Xá Lợi Phất lại nghĩ là liệu ta có xứng đáng đại diện cho ngôi pháp bảo hay không, khi mà còn có Đức Thế Tôn là bậc pháp vương, là bậc vua của giáo pháp còn đang hiện diện ở đây. Thế là ngài Xá Lợi Phất lại đem những cái món vật thực đấy, những cái món y đấy, món bộ y phục đấy dẫn lên Đức Thế Tôn. Thế nên lúc đấy Đức Thế Tôn quan sát lại thì bây giờ chỉ có ta mới là người xứng đáng thọ dụng cái này. Vậy thì trong Đức Phật là cũng có pháp, vậy trong chư tăng cũng có pháp, mình cúng dường đến Phật cũng là mình đang cúng dường pháp, vì Phật là người nói là pháp. Mình cúng dường một vị tỳ kheo cũng là đang cúng dường pháp. Vậy thì một cái người mà hàng ngày đang cúng dường đến Đức Phật là người đó đã cúng dường có Phật có pháp đấy rồi. Một người cúng dường đến một vị tỳ kheo, một vị tăng cũng là đang cúng dường đến pháp. Vậy là mình kính Phật, là mình trong đó nó có pháp, kính chư tăng trong đó có pháp. Vậy là kính Phật, kính pháp, kính tăng là như nhau vậy. Hoặc là mình cung kính những bậc có giới thanh tịnh, những cái người mà người ta sống có giới, tức là người ta sống không làm những cái việc ác, người ta có cái sự chế ngự cao, có cái sự chế ngự từ bỏ những cái việc ác, tránh xa những cái việc ác, sống làm những cái việc thiện, có cái sự thu thúc giữ gìn.
thì những cái người đấy là những cái bậc đáng kính nể, là những bậc có tâm thanh tịnh, người chế ngự được những tâm bất thiện, những người mà người ta chế ngự được cái tâm tham sân si, xong không có tham sân si, đó là những bậc đáng kính nể. Những bậc có trí thanh tịnh, đó là những bậc có cái trí tuệ giác ngộ, đó là những bậc đáng kính nể. Đấy là kính nể những bậc đáng nể. Thế bây giờ mình nể những bậc không đáng nể thì sao? Nể những bậc không đáng nể, ví dụ như là ở bên Ấn Độ bây giờ đi sang đấy mình sẽ thấy người ta đắp tượng, những cái tượng của những con bò, người ta xây một cái lầu rất là cao, người ta thờ bò. Hàng ngày người ta cung kính bò như một vị thần. Có người thì người ta tế lễ cung kính bò, người ta bảo vệ bò, bò để sống ngang với người được. Thì đấy là những kính lễ, những cái mà nó không đáng kính lễ thì lúc đấy nó sẽ tạo ra những cái ác nghiệp. Ví dụ bây giờ mình không kính những người hiền thiện, không kính những người có trí tuệ, bây giờ mình lại cung kính những người ác, kính những người ác, kính những người bất thiện, kính những người ngu, kính những người có tà kiến. Kính lễ như vậy thì nó tạo phước này nhé. Thì nó chỉ có tạo ra những cái điều tội lỗi. Kính lễ những bậc đáng lễ thì nó tạo ra phước này. Đó là kính lễ những bậc đáng lễ. Thì những bậc đáng kính lễ là những người tích lũy những công đức sâu dày từ quá khứ, đã diệt trừ được những nỗi lầm ở thân khẩu ý, đáng là một thầy về đạo đức và trí tuệ của thế gian. Thì những cái bậc đáng kính lễ đấy là những cái ruộng phước điền cao quý ở thế gian để gieo trồng các cái nhân thiện này. Khi mình kính lễ một cái bậc đáng cung kính, tức là mình biểu hiện ra cái sự nó chấp nhận, mình chấp nhận cái trí tuệ và cái đức hạnh của vị đó, là mình chấp nhận là cái vị đó, mình chấp nhận nó quy thuận cái vị đó, hay là quy kính, hay là mình chấp nhận nương theo cái vị đó, chấp nhận những cái quan điểm của vị đó, cũng có nghĩa là mình sẵn sàng tiếp nhận những cái hạt giống trí tuệ và đức hạnh của cái vị đó có ở nơi mình. Ví dụ như là mình cung kính đến Đức Phật vì mình biết là Đức Phật là một những cái bậc có những cái thiện lành ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý, và mình chấp nhận những cái điều thiện lành đó ở nơi Đức Phật, thì cũng có nghĩa rằng là mình mong muốn có những cái điều thiện lành đó ở nơi mình. Mình biết là Đức Phật là một bậc có trí tuệ lớn, có công đức lớn, mình chấp nhận điều này, và mình cũng mong muốn rằng những cái điều, những cái trí tuệ đấy, những cái đức hạnh đấy, nó sẽ, mình sẽ đạt được ở nơi mình sẽ thành tựu được ở nơi mình. Vì vậy cho nên có cái sự kính lễ những bậc đáng lễ. Thì bây giờ ở đời người ta ước muốn một cái điều gì thì người ta sẽ thần tượng một cái người nào đó mà người ta đã thành tựu được điều đó. Từ một cái người bây giờ người ta đang muốn làm công an, người ta nhìn thấy công an là người ta thích. Một cái người mà muốn làm chủ tịch nước, bây giờ nhìn thấy chủ tịch nước là thích. Người mà muốn trở thành một võ sĩ, bây giờ nhìn thấy người khác là võ sĩ là thích, là thần tượng. Người ta muốn làm ca sĩ, bây giờ cứ nghe cái ca sĩ khác là thần tượng, là thích. Thì bây giờ nó cứ tương tự như vậy. Thế bây giờ có một cái người mà mình nhìn thấy Phật mà mình thích, thì có nghĩa là mình đang muốn làm cái gì? Nhìn thấy Phật là mình thấy thích, có nghĩa là mình đang muốn làm Phật. Tương lai khi mình lại thành Phật, nhìn thấy một vị A-la-hán là mình lại hoan hỷ, mình hoan hỷ cung kính, mình thấy thích. Tương lai mình trở thành một vị A-la-hán. Bây giờ mình nhìn thấy một vị tỳ-kheo mà mình cảm thấy trong lòng hoan hỷ thích, là mình làm sao? Là mình đã muốn làm vị tỳ-kheo. Trong tương lai mình sẽ thành tựu được. Mình cung kính những cái bậc nào thì trong tương lai mình dễ dàng trở thành những cái bậc y như vậy. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, tại sao ngài lại trở thành một cái bậc tướng quân chánh pháp, một cái bậc có trí tuệ đệ nhất? Thì cũng nhân duyên ở trong quá khứ, trong một cái đời kiếp quá khứ, khi mà ngài đến một cái pháp hội để nghe một vị Phật ở quá khứ thuyết pháp, và một cái vị Phật đó và mà lúc đấy thì một vị Phật đó mới cho một cái vị đệ tử của mình là hãy nên thuyết pháp. Thì cái vị đệ tử của Đức Phật trong quá khứ đấy lại là một cái bậc có trí tuệ đệ nhất và thuyết pháp rất là hay.
Thì lúc này Ngài Xá Lợi Phất trong quá khứ chỉ là một cái vị đạo sĩ thôi, còn là một người cư sĩ chưa xuất gia. Mà khi mà Ngài nghe thấy cái giáo pháp hay như thế, và bắt đầu Ngài khởi lên cái tâm hoan hỉ, Ngài hết lòng cung kính những vị đó, và Ngài khởi lên một cái ước nguyện là mong rằng trong tương lai tôi cũng sẽ có được cái trí tuệ như Ngài. Ngài mong như thế, Ngài khởi lên cái ước muốn như thế. Và sau đó thì Đức Phật mới tuyên bố đây là một cái vị có trí tuệ đệ nhất của ta. Thì lúc này cái vị cư sĩ đấy rất là hoan hỉ và đến trước Đức Phật phát nguyện là con sẽ nguyện làm tất cả những cái điều thiện này, và cầu mong cho con trong cái đời vị lai con sẽ trở thành một cái vị tỳ kheo có trí tuệ đệ nhất giống như cái vị tỳ kheo này. Thì lúc đấy Đức Phật trong quá khứ mới ấn chứng xác nhận và thọ ký cái điều ước nguyện đấy sẽ thành tín. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì bây giờ lại là một cái người có thần thông đệ nhất. Một người có thần thông đệ nhất thì trong quá khứ, trong một lần Ngài đến một cái pháp hội đó, thì một vị Phật quá khứ, Ngài thấy một cái vị đệ tử của Đức Phật biểu diễn các cái pháp thần thông. Và lúc đấy Ngài Mục Kiền Liên cũng còn là một cái người để cư sĩ mà Ngài thấy những cái pháp thần thông như thế, Ngài quá ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ đấy khiến cho Ngài phát nguyện trong tương lai ước gì ta cũng sẽ trở thành một cái bậc có thần thông đệ nhất. Đấy thì những cái sự kính ngưỡng đấy, nó sẽ là một cái gieo một cái nhân, một cái chủng tử vào trong tâm thức của cái người đấy. Đấy, và trong tương lai cái người đấy sẽ thành tựu được cái sự kính ngưỡng đấy. Bây giờ mình đang kính ngưỡng một cái gì thì tương lai mình sẽ trở thành một cái người như vậy. Bây giờ mình thấy một người khác người ta làm cái gì mà mình ưa thích cái điều đó, thì đương nhiên là trong tâm thâm tâm mình thầm mình có cái ước nguyện, ước gì mình cũng làm được cái việc giống như cái người đó, ước gì mình làm được cái việc giống như người đó. Và cái ước nguyện đó nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp nó sẽ thành tựu. Nếu như đó là một cái ước nguyện bình thường thì chỉ một đời nó sẽ thành tựu. Nếu như đó là một cái ước nguyện cao thượng thì phải nhiều đời. Ước nguyện để trở thành một vị Phật thì có khi mình phải trải qua tới nhiều a tăng thế kiếp, nhiều đại kiếp trái đất. Ước nguyện để trở thành một vị a la hán thì có khi mình chỉ trải qua một mấy trăm a tăng, mấy trăm đại kiếp, mấy ngàn đại kiếp, mấy trăm ngàn đại kiếp mình sẽ thành tựu. Hoặc là bây giờ mình có ước nguyện trở thành một vị vua chuyển nguyên thánh vương mình cũng chỉ trải qua một thời gian tạo công đức thì mình sẽ thành tựu. Ví dụ bây giờ mình ước nguyện trở thành một vị chư thiên này, thì cái ước nguyện đấy thì chờ một đời một kiếp là mình thành tựu. Nhưng mình ước nguyện trở thành một vị thiên thần có hào quang tỏa sáng rực rỡ, cái ước nguyện đấy thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần làm một cái việc phước thiện, giữ gìn năm giới, rồi là chỉ có làm cái việc cung kính lễ bái hành thiền, rồi là sẽ thành tựu được cái ước nguyện đấy ngay khi chấm dứt cái thọ mạng này. Cái ước nguyện to lớn thì nó sẽ lâu dài, cái ước nguyện bình thường thì nó rất là nhanh, nó sẽ thành tựu được. Có những cái ước nguyện mình thành tựu được ngay trong kiếp này, có những ước nguyện mình có thể thành tựu được ngay trong kiếp này, mình có thể thành tựu được luôn. Những ước nguyện gì mình thành tựu được ngay trong kiếp này, bây giờ ước nguyện là trở thành, mình ước đi xuất gia, ước nguyện đấy là sẽ thành tựu được ngay. Bỏ gia đình đi đến chùa tu. Còn có những ước nguyện thì phải chờ đến kiếp sau mới thành tựu. Có những ước nguyện phải chờ đến nhiều đời nhiều kiếp về sau. Thì mình kính lễ những bậc đáng lễ là mình chấp nhận những cái điều đó mình vào trong tương lai. Và hiện tại bây giờ mình cung kính những cái vị nào thì mình sẽ có những cái hành động, có cái cử chỉ, có những cái suy nghĩ giống như vị đó. Mình cung kính những cái bậc đáng kính như vậy là mình sẽ có những cái hành động, cái đời đó giống như thế. Ví dụ mình kính lễ Phật là mình sẽ phải tìm hiểu về cái đời sống của Đức Phật, mình thấy Đức Phật sống như thế và mình sẽ tập sống giống như vậy. Thì thường thường là mình cứ kính lễ ai là trong mình sẽ có những cái, có nhiều cái cử chỉ, cái hành động giống như người đó, giống hết như người đó vậy. Thì mình kính lễ Phật thì mình sẽ có nhiều cái cử chỉ, cái lời nói và suy nghĩ giống như Phật. Mình mà có những cái hành động giống như Phật thì mình lại được nhiều người kính lễ lại.
nhiều người sẽ kính lại là mình. Đó là kính lễ Phật, đáng lẽ được cái phước này như thế là sau này mình sẽ được nhiều người kính lễ. Rồi là cái phước này nữa, ở nơi chốn thích hợp công đức trước đã là giữ mình được tốt đẹp, là phước này cao thượng. Ở nơi chốn làm sao là thích hợp công đức trước đã là giữ mình được tốt đẹp, là phước này cao thượng. Cái phước này nữa là ở một cái nơi nào nó phù hợp. Cái nơi thế nào, ở nơi thế nào này, cái nơi ở thích hợp. Nơi ở thích hợp là nơi ở có cái sự yên ổn ở nơi thân, có cái sự yên ổn ở nơi tâm. Một cái nơi mà tạo được nhiều công đức, mà ở một cái nơi nào mà mình có thể phát triển được trí tuệ. Đấy là ở cái nơi chốn thích hợp. Đấy là phước, phước cho những ai được ở những cái nơi thích hợp. Cho nên là Đức Phật nói là được sinh ra ở một cái nơi trung tâm, gọi là ở một cái nơi trung tâm văn hóa, ở một cái nơi trung tâm của quốc gia. Thì đấy nó cũng là những cái người có phước, người ta sẽ sống ở những nơi trung tâm. Còn sinh ra ở những cái nơi biên địa thì lại là một cái phước nó bị kém. Cái nơi biên địa giống như là những cái nơi đấy là không, cái văn hóa nó thấp, không được tiếp thu, không được hấp thụ những cái văn hóa cao thượng, cao quý. Thì đấy là có người được sinh ra ở nơi biên địa, có người được sinh ra ở nơi trung tâm. Khi Đức Phật mà bắt đầu từ cõi trời đâu suốt, Ngài muốn hạ sinh ở nhân gian, thì Ngài cũng quan sát cái quốc gia nào là trung tâm của quả địa cầu, trung tâm của cái thế giới. Và Ngài nhận thấy Ấn Độ là trung tâm của thế giới, Ngài sinh xuống đây. Ở cái nơi đấy nó sẽ thuận lợi cho cái việc truyền giảng. Những cái nơi nào trung tâm thì cái văn hóa của con người nó cao, cái trí tuệ của con người, cái nhận thức con người nó cao hơn và nó dễ giáo hóa hơn. Còn cái nơi nào mà cái trí tuệ của con người nó thấp quá thì không, sẽ rất là khó giáo hóa, người ta không tiếp thu được những cái pháp thượng nhân, những cái pháp cao thượng thâm sâu, khó hiểu khó thấy. Thì ở cái nơi thích hợp, nơi yên ổn cho nơi thân ấy, là cái nơi mà không có chiến tranh. Bây giờ mình sống ở cái nơi nào mà nó có nhiều chiến tranh thì mình sẽ khó mà an được. Mình muốn yên ổn cuộc sống cũng khó, muốn tu tập giải thoát cũng khó, mình muốn làm được một cái việc gì đó cũng khó. Để chiến tranh là cuộc sống bất an nhất. Cái nơi nào không có chiến tranh, cuộc sống hòa bình là một cái nơi yên ổn nhất, nơi không có bệnh dịch. Cái người nào ở cái nơi nào mà có bệnh dịch cũng nguy hiểm. Bệnh này nó lây lan, bệnh dịch nó lây lan. Con người sống nó bất an, nơi không có thiên tai. Nơi nào mà có nhiều thiên tai thì cuộc sống cũng bất an. Nơi không có ác nhân, nơi nào mà có nhiều cái người ác, có nhiều cái trộm cướp, cướp bóc này là tàn sát, ám sát nhau thì nó cũng không được an. Nơi không có ác phi nhân, vì những cái nơi nào mà nó có nhiều ác quỷ, ác thần, mà ác phi nhân hãm hại thì sống không an. Nơi có ác thú, như là mà có nhiều con mãnh thú, rắn rết, bò cạp, hổ xà, báo gấu, những cái loài này cũng nguy hiểm. Nơi mà không có ác kiến, có ác kiến là những cái nơi mà có cái văn hóa bất thiện, những cái nơi người ta truyền dạy những cái văn hóa xấu xa, những cái văn hóa mê tín, những cái văn hóa tà kiến. Thì những cái nơi đấy cũng là những cái nơi đấy là những cái nơi ở mà không thích hợp. Tìm những cái nơi nào mà không có những cái điều này ở thì nó thích hợp nhất. Nơi yên ổn cho thân là như vậy, còn có cái nơi yên ổn cho tâm nữa. Nơi yên ổn để mà thực hành thiền là có cái nơi yên ổn cho tâm. Ví dụ như là một cái nơi nào mà nó yên tĩnh, nó không quá gần ở trong nhà. Mình sống bây giờ mình cứ đua nhau đi lên trung tâm thành phố mình sống thì đúng là về thân của mình nó rất là thoải mái, các tiện nghi nó đầy đủ ấy. Nhưng mà về tâm thân, tâm của mình không có được yên vì cái sự ồn ào. Những cái nơi đô thị hay những cái nơi gần nơi sông nước, gần bến phà, gần bến tàu, gần cái đường phố, gần những cái con đường cao tốc, gần những cái quốc lộ, những cái nơi đấy thì không được yên ổn cho tâm. Tâm của mình không được yên, lúc nào cũng bị
bị động bởi cái tiếng người, tiếng xe cộ, máy móc đi lại bất an. Để cần phải ở một cái nơi yên tĩnh thì mình phải xa xa làm hay là đi không gần quá, gần thì nhiễu động, không xa quá. Và nếu mà mình đi xa quá thì nó lại cũng không tiện, thì nó không kiếm được các vật dụng hàng ngày. Nơi có thời tiết thích hợp, phù hợp, không nóng không lạnh, có cây cối tươi tốt để cho không khí nó trong lành, có bất thiện tri thức chỉ dạy các cái pháp tu, thì những cái nơi như thế thì nó sẽ có được cái sự yên ổn cho tâm, cho về tâm của mình. Thế đấy cũng là một cái nơi ở thích hợp. Nơi mà tạo được công đức, một cái nơi ở thích hợp như nữa là cái nơi mình tạo được cái thiện nghiệp, cái công đức, nơi mình có cái chánh pháp lưu truyền để mình tạo được cái công đức. Cái nơi nào mà mình có thể bố thí được, có những cái nơi bây giờ mình muốn bố thí mà chẳng có ai người ta nhận. Mình sẽ ở cái nơi đấy mà mình có thể giữ giới được, có cung kính, có thể phục vụ, có thể nghe pháp, có thể hành thiền được. Đấy là những cái nơi ở, một cái nơi ở mà tạo được công đức, là một cái nơi ở rất là thích hợp. Và một cái nơi ở mình có thể phát triển được trí tuệ, cái nơi mà có thể phát triển được trí tuệ, có thể có được pháp học, học kiến thức thế gian và học kiến thức Phật học, pháp hành, thực hành giới, thiền định và thiền nguyện. Những cái nơi đây là cái nơi ở thích hợp nhất để có được những cái phước lành cao thượng cho đời này và đời sau. Đến thì gọi là ở cái nơi chốn thích hợp. Có những cái câu chuyện của ngày xưa mà mạnh mẫu, tức là bà mẹ của mạnh tử, từ khi con bé mà muốn dạy một cái đứa con để trưởng lớn lên phải thành một nhân tài, có một cái ngay từ sớm người mẹ đã có cái tư tưởng, có cái khuynh hướng đấy. Và lúc còn nhỏ thì ở nhà thì ở gần nghĩa trang, nên cái đứa bé nó cứ bắt trước, nó thấy người ta đi niệm tam ma nó khóc, người nó không về nó khóc theo, nó cứ giả vờ, nó cũng giả người chết, nó cũng giả cái đám tang, nó cũng khóc về, nó cũng thổi kèn đánh trống giống bắt trước người ta vậy. Nhưng bà nghĩ là cái điều này không tốt cho con mình, nên là chuyển con đến một cái nơi gần trường học, thì con nó thấy người ta đi học thì nó đi học theo, thì sau này trở thành một nhà bác học, một cái người có cái học rộng biết nhiều. Thì cái nơi ở nó sẽ, cái văn hóa ở cái địa phương nó sẽ hấp thụ vào cái bản chất của cái con người lớn lên sẽ trở thành người như thế nào. Vậy thì lựa chọn một cái nơi chốn nào để nó thích hợp để mình ở. Có những cái nơi ở nó toàn là những cái ác pháp, những ác bất thiện pháp. Cái nơi ở đấy có nhiều những cái người ta có ác chi kiến, người ta truyền cho mình, truyền đạt cho mình những cái chi kiến bất thiện, hay là những cái văn hóa, những cái tục lệ ở những cái miền quê, những cái làng quê, người ta có những cái văn hóa nó rất là hạ nhiệt, rất là xấu xa. Kể cả bây giờ nhiều những cái miền quê người ta còn có những cái văn hóa, có những cái hủ tục, có những cái lễ hội như là chọi trâu, chọi gà, hay là chém lợn, hay là người ta có những cái lễ hội nó rất là bất thiện. Ở trong đấy nó là một cái văn hóa của những cái miền quê, những cái làng quê. Thì người nào mà sống ở những cái nơi đấy, người ta sẽ bị hấp thụ ở những cái phong tục này, những cái tập quán này, và người ta sẽ trở thành những cái người tạo những cái pháp ác pháp, những cái bất thiện pháp, là sống tạo những cái điều tội lỗi trồng chất, tạo nên rất là nhiều những cái điều tội lỗi mà thì chết thì phải đọa vào những cái cõi khổ đau, đọa là. Còn có những cái nơi người ta được hấp thụ những cái thiện pháp, người ta biết từ bỏ những cái ác pháp, biết làm cái việc thiện, thì những cái nơi đấy, thì ở những cái nơi đấy là tạo ra được nhiều công đức, tăng thân nhiều cái phước này cao thượng. Cho nên là trong những cái pháp, trong những cái tam tai bát nạn, nó có cái nạn là mình sinh ra ở trong cái thời mà không có Phật pháp, là nó cũng là một cái nạn. Chỉ sinh ra trước khi mà có giáo pháp là một cái nạn, sinh ra sau khi có giáo pháp
Vậy thì bây giờ mình sinh ra ở thời có giáo pháp, nhưng mình lại sinh ra ở cái nơi không có giáo pháp, thì nó cũng là một cái nạn, một cái nguy hiểm cho mình. Vậy thì cứ ở cái nơi nào có chánh pháp, có giáo pháp, thì đó là một cái nơi mà mình tạo được nhiều phước đạt. Còn nơi nào mà không có giáo pháp thì mình không tạo được những điều phước đạt. Thế nào là phước lành của những công đức đã làm trước kia? Có những cái, có những cái người người ta nói rằng là cũng cùng một cái nơi ở như thế mà có cái người này người ta vẫn được hưởng đầy đủ những cái phước báo, người ta vẫn sống lâu, khỏe, ăn vui, sắc đẹp, có trí tuệ quảng bá. Còn cũng cùng một cái nơi đấy mà cái người khác thì tại sao luôn luôn gặp những cái điều rủi ro, bất hạnh, khổ sở? Cũng cùng một cái văn hóa đấy, cũng cùng một cái nơi chốn đấy mà tại sao lại có cái sự hưởng phước, và cái cuộc sống tại sao lại có cái sự bất công, nó không có đồng đều, không có giống nhau? Thế thì lý giải như thế nào? Thậm chí là trong một gia đình có hai đứa con sinh ra cùng một cha, cùng một mẹ, ăn cùng những cái thức ăn đấy, ở cùng cái ngôi nhà đấy, cùng được cái sự giáo dục đấy, nhưng mà một cái đứa thì nó mạnh khỏe, nó thông minh, trí tuệ, một cái đứa thì nó ốm đau, nó lại ngu dốt, đần độn, luôn 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 gặp những điều bất hạnh, như thế là làm sao? Thì cái điều đấy nó là do công đức của quá khứ nó tác động đấy. Cái người mà hưởng phước lành đời này là do đời trước chúng ta đã tạo phước lành, được sinh ra là người kiếp này là kết quả phước lành trong quá khứ. Đời này hưởng phước sống lâu là đời trước mình giữ giới, đời này có phước mạnh khỏe là do trước kia mình đã phục vụ nhiều, đời này mình có phước về tài sản là do trước kia mình đã bố thí nhiều, đời này mình có dung sắc là đời trước mình có tâm tư, đời này mình có trí tuệ là do đời trước mình đã có cái hạnh đa văn rồi. Thì đó là do những cái nghiệp ở trong quá khứ nó tác động, cho nên là ở đời này em mà cùng sống chung với nhau, nhưng mà cái nghiệp của nó sẽ trổ khác nhau, cái phước của mỗi người mỗi khác nhau. Sống cùng trong một gia đình nhưng mà mình sẽ thấy người này đang hưởng phước mà người kia này đang phải chịu cái quả báo khổ, người này đang hạnh phúc người kia đang khổ đau, hai cái tâm trạng khác nhau, người này thì đang vui người kia đang buồn, người này đang sung sướng người kia đang khổ đau, người này đang khỏe mạnh người kia đang ốm đau. Nó là như vậy vì cái phước nó khác nhau, cái tội nó khác nhau. Một cái người đang chịu cái quả của cái thiện nghiệp, người thì đang chịu quả của cái ác nghiệp, cho nên là hai người đó sống với nhau nhưng mà cái hưởng cái phước này thì khác nhau. Đức Phật bây giờ cũng sinh ra làm người, nhưng mà tại sao có Đức Phật cũng là con người, nhưng mà tại sao Ngài lại được cung kính như vậy, Ngài lại được cúng dường như vậy? Ngài cũng là một con người bằng xương bằng thịt, tại sao mà cái danh tiếng của Ngài suốt gần 3.000 năm nay rồi vẫn còn được con người ta tán thán? Tại sao mà bây giờ khắp nơi mà người ta phải xây những cái ngôi chùa trang nghiêm tráng lệ hoành tráng như vậy để người ta đúc cái tượng của Ngài, người ta tôn thờ Ngài? Ngài cũng là người mà tại sao Ngài lại được như vậy, mà những người khác cũng là người tại sao mình lại không được như vậy? Mình chết rồi cái này chẳng ai biết đến mình nữa. Nhưng Đức Phật đã nhập niết bàn gần 3.000 năm rồi mà sao ai cũng biết đến Phật, ai cũng phải kính lễ Phật, ai cũng phải cúng dường Phật. Bây giờ cái gì đẹp nhất, tốt nhất cũng phải dâng lên cúng Phật, hoa tươi trái ngọt dâng lên cúng Phật trước. Vậy đấy, có phải là cái Đức Phật đang là một cái người hưởng phước lành rất lớn không? Cái phước lành đấy từ đâu mà ra? Anh sống trên đời có 80 năm thôi, 80 năm tuổi đời thôi, mà tại sao Ngài tạo được nhiều phước thế? Vì những cái phước lành đấy là được Ngài tích lũy trong suốt 4 năm kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp để mà có được cái cuộc sống hiện tại cao thượng như thế, được sung mãn về cái sự cung kính cúng dường, được sung mãn về cái phước lành như thế. Đấy là một cái sự tích lũy công đức trong suốt 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất. Ngài đã tích lũy lâu như vậy, sâu dày như vậy, công đức nó lớn như vậy, cho nên bây giờ cái quả nó trổ như vậy. Ngài chết rồi mà cái quả phước của Ngài nó vẫn đang trổ, nó vẫn trổ. Bây giờ vẫn phải cái gì cũng phải cung kính đến Đức Phật, dâng cúng đến Đức Phật những cái gì tốt đẹp nhất.
chư Phật độc giác thì mình tích lũy hai a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp. Bậc thượng thủ thanh văn là tích lũy một a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, tích lũy công đức phước này là do mình tạo ra. Cái người tạo nhiều thì mình hưởng nhiều, người tạo ít thì hưởng ít, thế không? Mình tạo ở quá khứ thì bây giờ hiện tại mình hưởng, còn nếu bây giờ hiện tại mình tạo thì tương lai mình hưởng. Phước này là những công đức, những cái điều công đức mà mình đã làm thì cái công đức này nó tạo thành phước này. Có tạo công đức thì mình được hưởng phước này, còn mình không tạo công đức thì mình sẽ không có phước này để hưởng. Cho nên là ở trên đời này có người, người ta có rất nhiều phước, người ta được hưởng rất là nhiều những cái điều cao quý, nhưng mà cũng có người thì ở trên đời này cái gì luôn luôn thiếu thốn, luôn luôn không luôn luôn gặp những cái điều mà nó trái ý mình lòng. Đó là do mình, do cái người đó không có những cái công đức, không có công đức vì người ta không tạo công đức ở quá khứ, bây giờ không có mà hưởng. Những cái tài sản sẽ đi theo mình, những cái phước lành là những cái thứ tài sản và nó đi theo mình từ quá khứ đến hiện tại và hiện tại đến tương lai, gọi là thất thánh tài, như là tín tài, giới tài, đàm tài, quý tài, trí tài, đa văn tài và trí tuệ tài. Đấy, những cái tài sản, những cái phước lành người có niềm tin vào nghiệp, có giữ giới là một cái công đức, có cái niềm hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, có cái sự bố thí để mình tích lũy công đức, có cái sự đa văn là mình phải nghe giáo pháp, và có cái sự trí tuệ, phải có cái sự rèn luyện về trí tuệ, tuệ văn hay là tuệ tư duy hay là tuệ tu tập. Đấy là những cái tài sản, những cái công đức, những cái phước lành này nó sẽ đi theo từ đời này sang đời khác. Còn những cái tài sản ở thế gian thì nó không có giá trị để cho kiếp sau nữa. Bảy thứ tài sản này thật sự là của mình, đi theo mình từ đời này sang đời khác, không ai chiếm đoạt được. Có tài sản này thì mọi ước nguyện được thành tựu, vì vậy bây giờ đang ở phước quá khứ thì mình cũng phải giao lại, giao những cái tài sản phước lành cho tương lai. Một cái phước lành nữa là giữ mình được tốt đẹp ở nơi chỗ thích hợp, công đức trước đã làm và giữ mình được tốt đẹp là phước lành cao thượng. Giữ ở đây có nghĩa là phải kiêng giữ, là sống ở trên đời mình phải giữ gìn, có rất nhiều những cái điều mình phải giữ gìn. Mình giữ cái gì? Phải giữ gìn ở cái nơi thân của mình. Nơi thân của mình có cái người mà có cái sự thu thúc về thân, kìm chế về thân, giữ gìn về thân. Mình được phép hành động cái gì đáng hành động, có những cái mình không được phép, những cái gì mà mình được phép làm, có những cái mình không được phép làm. Thì đấy là mình có cái người mà có cái sự giữ gìn. Thì càng cao thì phước lành càng lớn. Còn có những cái người người ta sống buông thả, người ta không có giữ gìn gì hết, người ta thích làm gì thì người ta làm. Đấy là cái người không có cái ý thức giữ gìn những cái hành động. Cho nên là cái người đấy, người ta thích thì người ta nhảy múa quay cuồng, thích thì người ta nằm bẹp nằm dài ra người ta ngủ. Thích thì đấy là có những cái hành động, có những cái hành động phóng dật, phóng túng, buông lung. Đấy là cái người không có cái sự giữ gìn ở nơi thân. Mà cái hành động của nơi thân ấy nó xấu xa và nó tạo ra ác nghiệp. Có những cái giữ gìn ở nơi khẩu, có những cái người mà người ta không giữ gìn ấy, thì người ta nói năng một cách bừa bãi, nói những cái điều nhảm nhí, nói những cái điều vô ích, nói những cái điều gian dối, nói những cái điều tội lỗi, nói những cái điều xúc phạm người khác. Thì đấy là cái khẩu mà không được giữ gìn thì nó sẽ đốt cháy hết cái phước này, nó sẽ tạo ra tội lỗi mà không tạo ra phước. Thế thì cái khẩu mà biết giữ gìn thì nó sẽ tạo ra tội, nó sẽ tạo ra phước. Đó là nói những cái điều gì có lợi ích, nói những cái điều gì chân chánh, sự thật. Thì những cái điều chân thật có lợi ích thì nó sẽ tạo ra phước này. Còn nói những cái điều vô ích, nói những cái điều có tai hại thì nó sẽ tạo ra nỗi lầm. Giữ tâm không suy nghĩ những điều xấu xa. Cái người mà không giữ tâm thì cứ để cho cái tâm nó phóng dật, cứ để cho cái tâm nó suy nghĩ, nó tư duy, nó suy nghĩ những cái điều xấu, những cái điều bất thiện, những cái điều ô nhiễm, thì cái tâm đấy nó sẽ tạo ra tội lỗi, nó tăng trưởng những cái phiền não lên. Còn cái tâm mà được giữ gìn thì nó cho
nó luôn phải suy nghĩ đến những điều chân chánh, suy nghĩ đến những điều có lợi ích, suy nghĩ đến những thiện pháp, suy nghĩ đến những cái điều thanh tịnh, suy nghĩ đến những cái điều cao thượng, thì nó mới phát triển thành trí tuệ, nó mới phát triển thành những cái hạnh này, và nó phát triển thành phước này. Vậy cái người có sự giữ gìn thì nó tạo ra phước này. Cái người mà có cái sự giữ mình được tốt đẹp nữa, ví dụ người ta giữ gìn đạo đức gia phong, sống ở trong gia đình người ta giữ gìn những cái gia phong như là cư xử đẹp với người trong gia đình, thì đấy cũng là một cái giữ gìn, thì được cái phước này của gia đình yên vui, phước này nó trổ ngay lập tức. Nếu mà cái người đó có giữ gìn ở nơi thân, không có đánh nhau với ai, không cãi nhau với ai cả, không có suy nghĩ xấu về ai cả, thì nó sẽ trổ ngay, cái phước này nó sẽ trổ ngay, vì người đó có cái sự giữ gìn vừa chống trong gia đình, giữ được ba nghiệp thân khẩu ý, thì nó sẽ trổ ngay cái phước này yên vui được. Mình sống ở trong xã hội, mình giữ gìn những cái thuần phong mỹ tục, những cái điều tốt đẹp ở xã hội, thì được phước này là mọi người tôn trọng, mình không có phạm mà không có làm những cái điều gì mà người ta chê trách, không có những cái không đi ăn trộm ăn cắp, không đánh nhau chửi nhau với ai, đó cũng là một cái cách mình giữ gìn, mình không làm những cái điều gì sai trái, phạm đến những cái quy định gì ở cái xã hội thì xã hội người ta sẽ tôn trọng, còn nếu mình vi phạm những cái điều gì người ta bắt mình, người ta hành hạ đến tận bỏ tù, thì đó là cái phước này của cái sự mình có cái sự giữ gìn thân khẩu ý ở trong xã hội, giữ gìn cái đạo lý và an thoát, mình giữ gìn và mình có cái mục đích là hưởng cái phước của cái pháp thế gian. Còn có những người giữ gìn vì mình hưởng cái phước của cái pháp giải thoát. Hưởng phước giải thoát thì mình giữ gìn ở nơi thân, đó là mình tránh xa những cái ác nghiệp, tức là mình giữ giới. Đã, giữ giới của nơi thân, giữ giới ở nơi nơi đó. Và mình giữ ở nơi tâm, đó là có sự tu tập về tâm, như là thực hành thiền chỉ để mình phát triển những cái thiền định, những cái tâm thanh tịnh cao thượng, hoặc là phát triển thiền tuệ, phát triển cái trí tuệ giác ngộ. Thì đấy nó sẽ được, mình sẽ được hưởng cái phước này, đó là mình được hưởng cái sự an lạc, hưởng được cái chi kiến giải thoát, hưởng được cái vị ngọt của cái sự giải thoát, thì đó là giữ gìn cái đạo lý giải thoát. Có người có cái sự giữ gìn, tức là người có cái sự kiêng giữ, cái người nào mà càng có cái sự kiềm chế cái thân khẩu ý của mình thì cái người đó sẽ càng tạo ra được nhiều phước này. Còn cái người nào mà càng buông phóng túng phóng dật ở cái ba nghiệp thân khẩu ý của mình thì cái người đó sẽ tạo ra những cái điều vô phước, tạo ra những điều tội lỗi. Đoạn nữa là học nhiều thực hành giỏi, thuần thục các giới điều, nói những lời lợi ích là phước này cao thượng. Phước này nữa là một cái người có sự học nhiều, học thực hành những điều học, thuần thục những cái điều giới luật, nói những lời lợi ích, đó là nhân để tạo ra những điều phước này. Học nhiều là gì? Mà học thì được cái phước này gì? Học cái gì? Học nhiều của người thế gian, tức là học những cái chi kiến, những cái kiến thức ở thế gian, kiến thức ở thế gian như là ngôn ngữ học, gọi là thanh minh. Thanh là những âm thanh, học những âm thanh. Bây giờ mình mà học được 5 thứ ngoại ngữ chẳng, mình sẽ được mời đi phiên dịch. Học giỏi mình học đến 10, 20 loại ngôn ngữ khác nhau. Phước của mình, tài lộc của mình sẽ dồi dào này, phước này trổ ngay lập tức. Với cái người học được nhiều công trạng, mình học được nhiều nghề nghiệp, cái từ nghề gì mình biết, thì cái việc gì người ta cũng mời mình đi làm. Nhân minh học lý luận, học các cái môn học tự nhiên và xã hội, triết học. Giờ mình học các cái môn về triết học, khoa học, xã hội, nhân văn, thì mình sẽ làm được những cái việc về xã hội. Mình làm các cái vị thầy đi thuyết giảng,
cái nhân minh, muốn trở thành các vị thầy y phương, muốn trở thành các thầy thuốc thì học những cái phương thuốc để chữa bệnh. Thì mình mà học tinh xảo một cái môn nào đó thì mình sẽ được vinh hiển nhờ cái môn học đó. Học những cái nhiều cái nghiệp ở thế gian, còn học những cái pháp suốt thế gian thì được những cái phước này. Còn cái học những cái thế gian học thì mình học nhiều thì mình sẽ được hưởng, biết như là biết nhiều, có nhiều kiến thức thế gian mà biết nhiều rồi thì nói là nó hoạt bát, cái gì cũng nói được, đối đáp mau lẹ, được lợi lộc danh tiếng chức quyền. Học nhiều rồi thì người ta sẽ đưa mình đi làm thầy là quan, đưa mình đi làm việc này việc kia, đặt mình vào những vị trí quan trọng, mình có thể đi thi đỗ trạng nguyên, xong là làm quan, ấy là nhiều làm sĩ tử, học nhiều kiến thức và học về những cái pháp đi đến giải thoát, như học kinh luật luận, học pháp hành giới định tuệ. Nằm cái người mà học nhiều trong giáo pháp ấy, thì có nghĩa là cái người đó phải học cái học đầu tiên là học thuộc lòng, học thuộc lòng các cái pháp, và sau đó này hiểu thấu nghĩa của pháp, học nhiều và học được càng nhiều thì càng tốt, nhiều hiểu rộng, và học nhiều nữa thì có thể thuyết giảng được pháp, và có một cái học thấu hiểu bằng trí tuệ, đó là cái pháp thấy bằng cái trí tuệ giác ngộ. Có những cái bậc học, có những cái bậc gọi là chuyên về pháp học thì người ta sẽ mở mang được trí tuệ, người ta có được nhiều trí thức, người ta trở thành một người trí thức, một cái người có nhiều kiến thức, biết nhiều thứ thông qua cái sự học và thu thập kiến thức. Nhưng mà cũng có người thì có trí tuệ bằng cái sự giác ngộ, bằng cái sự giác ngộ tức là bằng cái tâm thanh tịnh, và cái tâm này nó tự giác ngộ. Tức là có những cái người đã có được cái trí tuệ mà người ta không có học, nhưng mà do cái sự tu tập làm cho cái tâm nó thanh tịnh, nó diệt trừ đi được những cái vô minh, nó diệt trừ đi được cái tham sân si, và người ta có thể thấy được các pháp một cách rất là tự nhiên. Thì cái người đấy trong cái kiến thức, trong những cái pháp của giải thoát là nó có thể. Có những cái người có trí thức là do đa văn, nghe nhiều. Có cái người mà trở thành cái người có trí tuệ là do tư duy, tránh tư duy, suy nghĩ những cái điều chân chánh nhiều. Có cái người mà có trí tuệ là do cái sự tu tập về thiền tuệ. Hoặc là có những cái người ta chứng ngộ được chân lý, người ta tỏ ngộ được chân lý thông qua cái sự tu tập về thiền tuệ. Thì người ta cũng trở thành một cái người, trở thành một cái người có nhiều được, có cái trí tuệ về pháp học và pháp hành. Nói là học nhiều thì có được cái phước của cái học cái pháp giải thoát, học pháp cao thượng, hiểu biết những kiến thức về Phật học thì thành tựu được vô ngại biện tài, thông thạo con đường đi đến giải thoát và được đến vị giải thoát của giáo pháp. Đức Phật giải là pháp của ta chỉ có một vị, giống như nước mắt thì chỉ có một vị là vị mặn, còn pháp của ta chỉ có một vị là vị giải thoát. Cái người nào mà nếm được cái vị giải thoát là cái người đấy là cái người có pháp, là cái người thành tựu được pháp, là người thuần thục được pháp, là người được nếm vị của pháp. Bây giờ nó giống như là một cái muỗng, hàng ngày mình múc canh, nhưng mà cái muỗng ấy nó có nếm được canh không? Muỗng nó có biết là canh này có vị hôm nay là canh mặn, nó canh nhạt không? Vậy thì cái gì nó được nếm? Cái lưỡi nó mới được nếm. Cái muỗng thì nó chui vào trong cái chảo canh, nó chui vào trong tô canh, nhưng mà nó không biết được thế nào là canh. Cái người học vậy, đưa hết cả một đại tạng kinh vào trong đầu mình, nhưng mà chẳng biết cái vị giải thoát nó làm sao. Thì bây giờ muốn nếm được cái vị giải thoát thì cái người này phải hành thiền thì mới nếm được vị giải thoát. Thì cái người nào nếm được vị giải thoát thì cái người đấy phải thực hành pháp. Còn cái người mà học pháp thì nó vẫn còn giống như là một cái tô đựng canh,
đức rất nhiều nhưng chẳng biết vị cai nó làm sao. Còn có cái người thì học rất là ít nhưng vẫn đến được vị của pháp, là cái người đấy có thực hành pháp. Vậy cái người nào có thực hành pháp, cái người đấy đấy sẽ khi mà thành tựu được pháp sẽ có được một cái trí tuệ, có được một cái trí tuệ, có được cái chi kiến và thành tựu được một cái pháp ương giác ngộ. Đấy là cái pháp giải thoát có thể thành tựu được do học và có thể thành tựu được do thực hành. Thế nào là phước lành của nghề nghiệp? Nghề nghiệp giỏi, nên là Đức Phật dạy là mỗi người sẽ có một cái nghề nghiệp ấy. Nhưng mà có cái người người ta rất là giỏi, giỏi nghề. Bây giờ có những người mà người ta có một cái nghề, những cái người thợ làm nghề, người nào thợ làm có cái tay nghề cao thì sẽ có được nhiều, thì sẽ có nhiều khách hàng, thì có nhiều người đến để nhờ, và cái người đấy sẽ có nhiều tài lộc. Và cái người nào mà có nghề nghiệp giỏi thì cái người đấy sẽ tạo ra được nhiều những cái mà mình mong muốn. Thì cái người có nghề nghiệp giỏi, người đó là một cái phước này. Cái nghề nghiệp giỏi là cái gì? Cái nghề nghiệp giỏi thì người ta tạo ra nhiều tài sản. Nghề nghiệp giỏi, tài sản thì nuôi thân mạng. Nghề nghiệp giỏi tạo ra tài sản thì cuộc sống an này. Nghề nghiệp kém thì tạo ra ít tài sản thì cuộc sống bất an. Nhưng mà trong cái nghề nghiệp thì nó có nghề nghiệp tạo ra phước, mà có cái nghề nghiệp thì nó lại tạo ra tội. Vậy thì Đức Phật tán thán một cái nghề, là cái nghề nó là cái nghề nó phải tạo được ra phước. Còn cái nghề mà tạo ra tội, có thể là nó sẽ tạo ra tài sản đồng cùng lúc đó nó tạo ra tội, thì có thể là tạo được ra phước không? Thì cái nghề đấy có thể là cái nghề để tạo ra phước này. Như bây giờ một cái người người ta rất là giỏi, người ta rất là giỏi đánh bắt, nó giỏi săn bắn, bắn phát nào trúng phát đấy. Nên là đi, người ta đi săn bắt một ngày người ta có thể bắt được rất nhiều các con thú. Thì cái người đấy là người đấy, cái người đấy thì rất là giỏi nhưng mà không có tạo ra phước, mà người đó đang tạo tội. Thì cái phước lành đấy là cái phước lành này nó không có yên ổn, không có được vững bền. Cái phước này nó chỉ được hưởng nhất thời thôi, để sau đó nó phải chịu tội. Còn một cái nghề nghiệp mà nó tạo ra công đức, nó tạo ra phước này, là những cái nghề gì mà nó không có làm tổn hại đến ai, không trực tiếp và không gián tiếp làm tổn hại đến ai. Ví dụ như là bây giờ cái nghề bác sĩ đi cứu người, một cái người ta sắp chết rồi, mình đến mình tận tình mình cứu cho người ta từ cõi chết trở về cõi sống, mình có phước không? Thì cũng là một cái nghề mình kiếm sống thôi, nhưng mà mình lại cứu sống được người. Cứu sống được người thì là mình đã tạo ra một cái công đức lớn rồi. Cho nên là cái người nào mà làm cái nghề y là cái người đấy cũng dễ tạo ra được nhiều công đức. Người ta đang ốm đau quặn quại, bệnh tật khổ trở thế này, đến mình chích cho một mũi ngày mai người ta khỏi, khỏe về đi làm ăn. Như thế có phải là cái đức, cái công đức của mình nó lớn không? Phước quá chứ. Đấy là mình đã tạo ra được cái phước này rồi, cũng là cái nghề đấy vừa có tiền xài vừa tạo phước. Vậy thì mình chọn một cái nghề nghiệp nào đó mà tạo ra được cái thiện nghiệp, tránh những cái nghề nghiệp gì nó tạo ra cái ác nghiệp. Nghề mà khéo tạo ra tài sản và thiện nghiệp, cái nghề gì đấy nó vừa tạo ra tài sản vừa tạo ra thiện nghiệp ấy, thì cái nghề đó thật sự là một cái phước này cao thượng. Còn cái nghề nghiệp, thế là nghề nghiệp thiện và cái nghề nghiệp ác, thế là nghề nghiệp thiện, nghề nghiệp mà mình trực tiếp làm khổ hại chúng sinh như là sát sinh, săn bắn này, săn bắt thì nó tạo ra trực tiếp sát sinh ấy. Có nghề thì nó gián tiếp làm khổ hại chúng sinh, như là cái người đấy nó chỉ chế tạo ra những công cụ đi đánh bắt thôi, không đi đánh bắt người, không đánh bắt nhưng mà chế tạo ra súng đạn, chế tạo ra cung tên, mình chế tạo ra đao kiếm, mình chế tạo ra những cái bẫy để cho người ta đi sát sinh, người ta đi sát hại. Mình chế tạo ra thuốc độc, chế tạo ra chất say nghiện, thì đó là những cái nghề nghiệp bất thiện,
sống vào những cái nghề nghiệp đấy thì chỉ tạo tội chứ không tạo được phước. Còn những cái nghề mà không trực tiếp và gián tiếp làm khổ hại chúng sinh thì những cái nghề nghiệp đấy thì là nghề nghiệp thiện. Thì mình kiếm một cái nghề nghiệp giỏi và thiện thì sẽ tạo ra phước này. Thế nào là phước này của thuần thục các giới điều? Phước này nữa là thuần thục các giới điều. Thuần thục các giới điều là không vi phạm những cái pháp luật. Mình sống ở xã hội mình không có phạm pháp xã hội, nhưng không phải đi tù đầy, không bị bắt bớ, không vi phạm những quy định của các cái tổ chức. Mình sống ở đâu mình phải chấp hành cái quy định ở cái chỗ đấy, không vi phạm các cái phong tục tập quán ở bản địa. Sống ở cái quốc độ nào, quốc gia nào, người ta có pháp luật như thế nào, mình đừng có dại mà vi phạm vào. Không vi phạm những giới luật của Đức Phật. Còn giới luật của Đức Phật thì dạy mình những cái quy luật mà nó phù hợp với cái nhân quả, với cái nghiệp ở trong cái dòng sinh tử. Thì thuần thục những giới điều đấy thì mình sống được yên ổn ở hiện tại và sống được yên ổn ở tương lai. Thuần thục các giới điều thì được phước lành cao thượng, được đỉnh trọng cung kính, được tiếng tốt đường xa, tự tin, không có sợ hãi rụt rè khi đứng trước đám đông. Khi mạnh chung thì tâm mình không tán loạn, sau khi chết thì sinh về cõi này. Nhưng bây giờ mình sống ở đâu mình cũng vi phạm, người ta đặt ra quy định như thế này mình làm thế khác. Thế thì mọi người ta sẽ xử lý, người ta sẽ cho mình vào thuộc vào hàng xã hội đen. Tức là cái người mà không có chấp hành những cái luật lệ của xã hội đặt ra thì là cái người đấy gọi là không trong sáng. Không trong sáng thì cái người đấy không sáng thì phải tối, tức là sống lúc trong bóng tối. Ban ngày người ta ngủ thì thức thì mình ngủ, đêm người ta ngủ rồi thì bắt đầu mình mới thức đi hoạt động. Đấy có phải có xã hội đen là như vậy không? Nó hoạt động ban đêm mà nhận cướp ăn trộm mà. Còn cái người đấy, còn cái người mà sống trong sáng thì được mọi người tôn trọng cung kính, không có phải đi lẩn trốn, được mọi người khen ngợi tiếng tốt đồn xa. Còn cái thằng bán trộm thì đi đến đâu nó có dám tự tin, đi đến đâu cũng rụt rè sợ hãi, thì sợ không an bắt. Và khi mệnh chung thì tâm nó không an ổn. Còn những người mà hay làm việc bất thiện, việc ác, đến lúc chết rất là sợ, sợ bị đọa vào địa ngục. Mà đến cái lúc chết là những cái ác nghiệp nó mới trổ quả. Lúc đấy những cái hình thù quỷ quái nó mới hiện ra. Ví dụ cái người nào mà hay chém giết nhiều thì lúc chết những cái thanh đao, thanh kiếm, những cái vũ khí nó hiện ra đầy ở trước mặt. Mình đã sử dụng cái vũ khí gì để mình đi tàn sát thì lúc chết những cái hình ảnh, những cái loại vũ khí đấy, những cái máu me ve ve nó hiện đầy, và lúc đấy khiến cho mình run sợ. Cũng có những người thì hình ảnh những cái chúng sinh mà mình đã giết hại nó hiện ra, và lúc đấy nó làm cho mình ghê sợ. Có những cái người thì khi chết thì mình sẽ thấy những cái quỷ sứ đầu trâu ngựa đang đến chuẩn bị rước hồn mình về địa ngục. Cho nên những cái người mà khi chết người ta run sợ, cái tâm của người ta bất an, người ta la hét, đấy là ác nghiệp nó trổ quả vào lúc mệnh chung, vào lúc tận tử nghiệp. Và cái người đấy chuẩn bị đi vào cõi bất an khổ đau. Còn những cái người mà có cái thiện nghiệp nó trổ quả thì khi chết người ta chết trong một cái tâm trạng rất là an lành, người ta chết trong một cái tâm trạng rất là thản nhiên, thì người ta sẽ sinh về những cõi này, những cái điểm này nó sẽ trổ cái lúc đấy. Thế nên là nói những lời lợi ích là phước lành cao thượng, và phước lành cao thượng của những điều nói những lời lợi ích nữa. Nói những lời lợi ích, lời nói lợi ích là những lời nói chân chánh có ý nghĩa, nói đúng thời điểm, có lợi ích cho người nghe, đó là nói những lời lợi ích. Có những cái điều mà không đúng sự thật nhưng mà người ta thích nghe, người ta thích nghe. Bây giờ mình nói vì cái mục đích là nói để cho người ta vui. Ví dụ cái người này người ta chỉ thích khen thôi, thì mình cứ khen người ta cho người ta thích, người ta cười.
thì cái lời nói đấy có lợi ích không? Nói những lời lợi ích à, còn có những cái người ấy, thì người ta thích nói những lời ngọt à, nhưng mà có những cái người ấy, thì phải ra lệnh, phải quát, phải mắng, phải chửi nó mới nghe. Có những người thì thích những cái lời, mỗi người có một cái điều, có những cái ưa thích khác nhau. Nhưng mà bây giờ cái người nói những cái lời gì thì được lợi ích. Và bây giờ mình muốn lợi ích ấy, mình phải biết là cái người này nó ưa lịnh lắm, mình đến mình lịnh nó, xong là mai mình xin cái gì nó cho cái đấy. Đấy thì có phải là cái phước mình xin được cái đấy có phải là phước không? Phước của tôi khéo lịnh như thế này, đấy là tôi được. Ở trong kinh có một cái câu chuyện là có một số người đang ngồi, một số người này đang đi ở trong rừng và rất là đói, hết lương thực. Lúc ấy thì gặp một cái người thợ săn, người ta săn được một con hươu. Thế là một cái người này là để tôi sẽ ra tôi xin một ít thịt hươu về ăn. Thế nào nhưng mà lại ra lại xin với một cái câu nói mà nó không có dễ nghe. Xin là này tức là nói một cái câu rất là khinh bỉ. Như là này cái nhóc kia cho tôi xin miếng thịt này. Nên là cái người này nó cho một cái đuôi, người ông sẽ được nhận những cái gì mà ông đã giống như là cái tâm ông đã tạo ra thì nó sẽ được như thế. Thế là người này xin được cái đuôi về. Những người bạn hỏi là làm sao xin được, và tôi đã được xin như thế, và vậy để ta ra tôi xin cho. Thế là cái người thứ hai là ta thì lại nói khác. Này cha thân, cha hãy cho con xin một miếng thịt. Thì em bảo được rồi, ông sẽ được những cái gì mà nó phù hợp với ông. Mà nếu mà gọi ta là cha thân thì ta sẽ cho trái tim của cái con hươu, em cắt trái tim cho. Còn người thứ ba về mà ông xin làm sao mà được trái tim, mà ta xin là này cha hãy cho con miếng thịt. Cho nên là người đó cho ta một trái tim. Nên người thứ ba nói ra là này bản thân hãy cho ta xin miếng thịt. Thì mà vậy bản thân là cái gì đó rất là quý. Và cái người này đã được cả một cái con dê đó, được cả một cái con hươu đó. Thì nói những cái lời nói, cái lời nói của mình có thể là cũng cái lời nói đấy có thể là đem lại những cái tai nạn, có thể là cũng một cái lời nói đấy mà có thể đem lại cái phước này. Thì cho nên là nói những cái lời gì mà nói những lời lợi ích thì được cái phước ngành cao thượng. Vậy thì biết những cái gì là không lợi ích, những cái điều mà không thật, những cái lời nói gì mà không thật, người nghe không ưa thích thì cái lời nói đấy nó không có lợi ích. Những cái lời nói không thật và cái lời nói không thật không có lợi ích thì dù người nghe có thích nghe thì nó cũng không tạo ra lợi ích. Những cái lời nói thật nhưng không có lợi ích. Lời nói, có những cái lời nói mình nói sự thật, nói ra những cái sự thật nhưng mà người nghe không ưa thích. Nên ví dụ bây giờ mình nói có rất là nhiều những cái pháp chân thật nhưng người nghe không ưa thích thì cái lời nói đấy, lời không có lợi ích là cái lời nói không thật mà người nghe không ưa thích. Mà lời nói thật có lợi ích dù người nghe có ưa thích. Lời nói thật nhưng không có lợi ích. Có những người nói thật nhưng nó không mang lại lợi ích gì cả thì mình cũng không nên nói vì nó chẳng có lợi ích gì. Còn những cái lời nói mà nó có lợi ích đó là lời nói sự thật, người nghe có ưa thích, nhưng mà phải nói đúng thời thì nó mới có lợi ích. Lời nói đấy là một cái lời nói như thật như chân, và cái người nghe này mới đã có ưa thích thì, nhưng mà mình nói không đúng thời thì nó đã không tạo thành phước này. Cho nên là vẫn là phải nói đúng thời. Nhưng bây giờ nói những cái pháp những cái bài kinh pháp của Đức Phật, đấy là những cái lời nói chân thật. Đức Phật dạy những cái điều lành, từ bỏ những cái điều ác. Đấy là những cái lời nói thật có lợi ích.
và nói cho những cái người Phật tử, thì đấy là người Phật tử sẽ ưa thích. Nhưng mà nó là không đúng thời, không đúng thời là do cái tâm trạng mà người ta không có hướng về việc nghe pháp, người ta đang hướng về những cái việc khác, thì đó là nói không đúng thời. Còn cái lời nói thật có lợi ích nhưng mà người nghe không ưa thích thì mình có nên nói không? Đây là lời nói thật có lợi ích nhưng mà người nghe này người ta không ưa, không thích, không chấp nhận, thì mình cũng nên nói khi nào nó đúng thời. Nó đúng thời thì cũng nên nói. Giống như một cái đứa trẻ mà nó bị hóc một cái đinh vào trong miệng, vào trong cổ rồi, thì lúc đấy một cái người lớn, một cái người cha mà muốn thương cái đứa con của mình thì phải bóp cổ nó lại, dùng tay móc nó ra, dù nó có khóc, dù nó có than, dù nó có chửi mắng, dù nó có không cho vào, không được động vào, không động vào thì nó chết, cho nên là phải dùng tay moi nó ra. Thì cái lời nói thật đôi khi nó rất là đau, nó rất là đau, nhưng mà đôi khi mình đúng thời, đúng lúc thì phải nói. Vậy thì cái lời nói thật mà có lợi ích, dù người nghe có thích nghe thì cũng phải nói đúng thời, không được nói phi thời. Những lời nói thật có lợi ích dù người nghe không thích nghe thì cũng phải nói, nhưng nói đúng thời. Thì lời nói đó sẽ có lợi ích và nó sẽ tạo ra phước này. Những lời nói có lợi ích thì được phước lành cao thượng, như là được nhiều người tin tưởng, được nhiều người kính trọng, được nhiều người ủng hộ, được nhiều người tán thán, được phước lành ở hiện tại và tương lai. Đó là những cái lời nói có lợi ích. Những cái phước lành thì nói lên những cái lời có lợi ích thì được những cái phước lành cao thượng. Buổi sau nữa thì mới hết cái bài kinh phước này. Có rất nhiều về những cái phước này, có tới 38 cái điều phước này. Ai mà muốn có nhiều phước này thì mình không cần phải đi cầu xin ở đâu cả, mình tạo ra các phước này đó. Đức Phật hiện tại mình tạo phước này, còn ai mà lại cầu phước này là sai. Hết giờ hồi hướng, mọi người hồi hướng. Idam me punyam asawa kajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pajayo hotu. Mama punya bhagam sapasatanam pajemi Tesabe Metamam Punyabhagam Napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa du sa du sa du.